Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Đại hội Thể dục Thể thao Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ 9. Tiếp đó là phóng sự đẩy mạnh công tác đào tạo môn thể thao bóng rổ. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 9, vừa qua Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể dục Thể thao Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khép lại và thành công tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên tạp chí Thể thao về kỳ đại hội. Để thích ứng an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại lễ khai mạc, công tác phòng dịch đã được ban tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong đó, 100% đại biểu, vận động viên, khán giả tham dự lễ khai mạc đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào nhà thi đấu. Cũng để công tác phòng dịch hiệu quả, lễ khai mạc đại hội được diễn ra nhanh gọn, song vẫn thể hiện được tinh thần thể thao nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 này có 40 đơn vị với hơn 370 vận động viên. Trong đó, các vận động viên đã tham gia thi đấu tranh tài 34 nội dung của 9 môn thi đấu như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, tennis, cờ vua và bia snooker. Với số lượng vận động viên tham gia đông, nhiều nội dung thi đấu nên công tác chuẩn bị về sân bãi, cơ sở vật chất đã được phối hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tốt nhất cho các vận động viên thi đấu được thuận lợi, an toàn. Sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ khối từ rất sớm mà 2020 đã ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đảng bộ khối lần thứ 9. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, Đảng bộ khối ban hành rất nhiều văn bản, các điều lệ, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo để đề nghị các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cho các đoàn hội viên tham dự đại hội, phối hợp cùng với các đơn vị như Sở Văn hóa và các đơn vị giờ truyền hình, báo điện phủ để tuyên truyền trước, trong, sau đại hội. Quá trình chuẩn bị sân bãi và các nội dung thi đấu cũng đã chuẩn bị rất là công phu. Trong các điều kiện phòng chống dịch Covid, thì đơn vị cũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các phòng chống dịch Covid đối với các đoàn động viên tham dự đại hội, yêu cầu kiểm tra xét nghiệm rồi là các điều kiện khác nữa, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các đoàn động viên tham dự đại hội. Diễn ra các trận đấu và các môn thi đấu sẽ diễn ra đảm bảo an toàn và chất lượng tốt. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài các nội dung thi đấu đã đề ra. Trong đó, tại địa điểm thi đấu nhà đa năng tỉnh, các vận động viên thi đấu các môn thi cầu lông, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, kéo co và bia snooker. Tại sân vận động tỉnh, các vận động viên thi đấu môn điền kinh và tại sân nhà khách tỉnh ủy, các vận động viên thi đấu môn tennis. Đối với môn cầu lông, luôn là một trong những môn thi có nhiều nội dung và số lượng tham gia thi đấu đông. Chính vì vậy, khi bước vào thi đấu tranh tài, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, cống hiến hết mình để tạo ra những đường cầu hay, hấp dẫn cho khán giả đến xem cổ vũ. Đối với các vận động viên, khi đại diện tham gia thi đấu cho đơn vị mình, cũng luôn tỏ rõ sự quyết tâm để cố gắng mang huy chương về cho đoàn của mình. Trong kỳ đại hội đảng bộ khối này thì bây giờ số lượng vận động viên tham gia cũng rất nhiều và tham gia ở rất nhiều môn. Và bản thân tôi thì tham gia ở bộ môn cầu lông và tham gia ở môn nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Và đôi nam có 31 đôi, nên số lượng vận động viên tham gia trình độ chuyên môn cũng khá là tốt. Nên trong khi đó bản thân tôi cũng sẽ cố gắng làm sao đó để mang được thành tích cao nhất về cho Sở Giáo dục. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên. Tại sân vận động tỉnh, nơi diễn ra môn điền kinh, khi bước vào tranh tài, các vận động viên cũng đã tỏ rõ sự quyết tâm của mình để thi đấu đạt kết quả cao nhất. Chính vì vậy, khi tham gia thi chạy, nhảy cao, nhảy xa, nhiều vận động viên đã tạo ra những pha bứt phá, bật nhảy tốt để đem về những lợi thế cho bản thân. Đặc biệt với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu đúng theo quy định và điều lệ của môn thi đề ra. Tôi là vận động viên của đoàn Văn Sở Văn hóa Thao Du lịch, tham gia giải
khối cơ quan và doanh nghiệp. Tôi tham gia ở môn điền kinh và tham gia đã đạt được giải nhất ở nội dung 100m nữ và môn đẩy tạ nữ. Tôi còn tham gia ở môn nhảy xa và môn kéo co. Trong quá trình tập luyện thì bản thân luôn cố gắng để đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi đại hội. Cũng sau một thời gian tập luyện thì hôm nay đến ngày thi đấu thì cũng đạt được kết quả. Cũng đạt được kết quả như mong muốn và mang hôm nay được nhất mang về cho bên Sở Thương binh và Lao động Xã hội. Trong 9 môn thi ở kỳ đại hội lần thứ 9 này, đối với môn bia snooker là một môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào thi đấu. Tuy là môn thi lần đầu tiên được đưa vào thi đấu, song đã nhận được sự hưởng ứng và thi đấu nhiệt tình của đông đảo cơ thủ. Đây là lần đầu tiên mà môn bia snooker được đưa vào hệ thống các môn thi đấu thể thao tại tỉnh Điện Biên. Và đây tại đại hội đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp lần này thì là các vận động viên rất là phấn khởi khi mà ban tổ chức đại hội đưa môn bia snooker, hai nội dung pool 8 bóng và pool 9 bóng vào nội dung thi đấu. Thì tôi cũng là một vận động viên tham gia thi đấu thì thấy năm nay thì lượng vận động viên đăng ký rất là đông đảo. Đây là một môn thi đấu có thể đối với tỉnh Điện Biên là tiềm năng. Thì các vận động viên trong quá trình thi đấu thì tôi thấy là tuân thủ đúng theo quy định và điều lệ, sự điều hành của tổ trọng tài. Anh em thi đấu đoàn kết và chúng tôi nhận thấy đây là một môn có thế mạnh ở tỉnh Điện Biên. Đây là một môn thể thao mà đòi hỏi vừa tư duy trí tuệ, đồng thời cần sức khỏe, sự tập trung tốt. Và với tiềm năng này thì cũng mong ban tổ chức đại hội của đảng ủy khối cùng với tới đây đại hội thể thao của tỉnh đưa môn bia snooker vào hệ thống nội dung thi đấu để anh em những người đam mê nội dung này có cơ hội để tập luyện, giao lưu học hỏi để nâng tầm bia của tỉnh Điện Biên lên một tầm cao mới. Qua tinh thần nắm bắt của trọng tài chúng tôi, nhìn thấy các vận động viên thi đấu rất là nhiệt tình, các cơ thủ đánh rất là hay, những đường bi rất là đẹp, tạo cho cái môn mới, môn bia mới, những không khí của đại hội vui vẻ. Và tôi thấy là đưa cái môn bia vào trong đại hội thể dục thể thao là tôi thấy rất là phù hợp, không chỉ phù hợp ở thời điểm này mà sau này cái môn bia tôi thấy là môn tiềm năng đưa vào đại hội thể dục thể thao tỉnh và những năm tiếp theo, tạo sân chơi bổ ích cho các vận động viên để thi đấu và các cơ thủ trên toàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trước khi chính thức diễn ra đại hội, tại sân vận động tỉnh, ban tổ chức đại hội đảng ủy khối đã tổ chức thi đấu sớm môn bóng đá nam 7 người. Sau 8 trận đấu sôi nổi kịch tính, đội bóng đá nam Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đạt được điểm số cao nhất khi thắng 2, hòa 1 và chính thức giành huy chương vàng. Đội rất vui và rất phấn khởi và rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện sân chơi cho đội bóng cũng như toàn các đội bóng khác có một sân chơi rất là bổ ích. Đội rất cố gắng và toàn đội đều cố gắng tập trung thi đấu hết mình và cố gắng đạt kết quả cao nhất. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi và nhiệt tình, các vận động viên đã thực sự thi đấu cống hiến, tạo ra được nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã lần lượt trao các bộ huy chương cho các cá nhân, đội bóng đạt thành tích cao tại đại hội. Trong đó, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn vận động viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giải nhì thuộc về đoàn vận động viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và giải ba thuộc về đoàn vận động viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thưa quý vị, trong những năm qua, nhận thấy nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao trong giới trẻ đang phát triển mạnh, nhất là đối với môn thể thao bóng rổ. Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu học tập rèn luyện môn thể thao này, Trung tâm Bóng rổ Sport Điện Biên đã mở các lớp đào tạo nhằm giúp các em đam mê với môn thể thao này được học tập và phát triển. Phản ánh của phóng viên tạp chí Thể thao.
Có thể nhận thấy trong vài năm trở lại đây, cùng với nhiều môn thể thao khác, môn thể thao bóng rổ cũng là một trong những môn thể thao được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn để luyện tập mỗi ngày. Đặc biệt, môn bóng rổ còn là một trong những môn thể thao phát triển rất mạnh và luôn được các nước lựa chọn để tổ chức thành các giải đấu cấp quốc gia cũng như ở các giải đấu quốc tế. Với sức hút và sự hấp dẫn từ môn thể thao này, hiện nay nhiều bạn trẻ đã lựa chọn để học tập, rèn luyện. Để đáp ứng được nhu cầu của các em, thời gian qua, Trung tâm Bóng rổ Sports Điện Biên đã liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các em ở mọi lứa tuổi. Tại các lớp đào tạo như vậy, trung tâm luôn có những bài tập, giáo án để dạy các em từ cơ bản đến nâng cao như kỹ năng chơi bóng, giữ bóng, chuyền bóng, ném bóng vào rổ, v.v. Thì nhận thấy là nhu cầu tập luyện và phát triển thể dục thể thao ở trên tỉnh nhà, đặc biệt là môn bóng rổ càng ngày càng phát triển, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh và sinh viên ạ. Các bạn đang có rất nhiều nhu cầu phát triển về thể chất, đặc biệt là chiều cao. Phù hợp nhất là môn bóng rổ, thì bên trung tâm bóng rổ Esports đã có những lớp đào tạo về cơ bản và nâng cao và lớp đào tạo chuyên sâu 1-1 cho các bạn để có thể tạo môi trường tập luyện cho các bạn tốt nhất trong quá trình tập luyện ạ. Hiện tại thì các lớp có 2 lớp kit dành cho các bạn học viên từ 5 đến 12 tuổi. Có các lớp cơ bản dành cho các bạn học viên là từ 12 tuổi đến 18. Và khi các bạn tốt nghiệp lớp cơ bản 6 tháng thì các bạn sẽ được lên tập nâng cao. Có một khóa học chuyên sâu hơn, nâng cấp hơn, đó là khóa lớp 1 dành cho các bạn tốt nghiệp nâng cao và có mong muốn là thi đấu chuyên sâu thì sẽ được đào tạo tập huấn ở lớp Esport 1. Bóng rổ là một trong những môn thể thao rất toàn diện, đòi hỏi người chơi phải liên tục vận động, di chuyển, thậm chí là phải luôn có sự quan sát nhanh nhạy khi chuyền bóng, ném bóng. Đặc biệt, đây còn là môn thể thao giúp ích cho việc phát triển toàn diện về sức khỏe, chiều cao, nhất là khi người chơi thường xuyên có những động tác bật nhảy và vươn người. Vì thế, bóng rổ hiện đang là một trong những môn thể thao được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn để rèn luyện. Cháu tham gia bóng rổ lâu rồi ạ. Và khi tham gia thì cháu cảm thấy là bộ môn này có tính kỷ luật rất là cao, tinh thần đồng đội cũng như là về giúp tăng cường thể chất, thể lực cũng như là sức khỏe trong thời gian dịch bệnh này. Và cháu thấy bộ môn này cũng rất phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Không chỉ vậy, môn bóng rổ còn có tác dụng giúp người chơi rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng tập trung, tính kỷ luật, đoàn kết khi thi đấu. Cùng với đó là giúp người chơi cải thiện khả năng làm việc nhóm, tính gắn kết đồng đội. Tuy nhiên, để rèn luyện và chơi thành thạo được môn bóng rổ, người chơi phải hiểu và nắm được các bài tập cơ bản, nhất là kỹ thuật giữ bóng, ném bóng vào rổ. Bởi vậy, để tiếp cận, chơi được môn bóng rổ một cách cơ bản, các bạn phải theo học từ 3 đến 4 tháng liên tục. Cháu cũng tham gia nhiều môn thể thao như là bóng rổ với cầu lông, nhưng cháu thấy môn bóng rổ này nó mang lại nhiều lợi ích như là cao thêm và phát triển cơ bắp. Nó giúp cho cháu khỏe mạnh hơn, không phải ở nhà ngồi chơi game quá nhiều. Tập luyện bóng rổ này ngoài việc đem lại lợi ích rất lớn về thể chất, phát triển thể hình, nó còn mang lại những lợi ích mà rất ít người để ý đến là hoạt động nhóm, teamwork, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với các đồng đội và đội bóng của mình ạ. Qua thực tế hiện nay cho thấy phong trào rèn luyện, tập luyện môn thể thao bóng rổ đang phát triển khá mạnh, nhất là ở đơn vị trường học trong tỉnh. Tuy nhiên, để môn thể thao bóng rổ phát triển sâu rộng hơn nữa, rất cần được các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương quan tâm. Trong đó, cần chú trọng đến việc xây dựng hệ thống sân bãi để luyện tập, tổ chức các giải đấu để các em có điều kiện và cơ hội giao lưu thi đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo ra phong trào sâu rộng để thu hút giới trẻ đến với môn thể thao này ngày một nhiều hơn. Tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền Điện Biên cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau.